vực đường đi bộ Kim Long quý vị. Chắc hẳn quý vị các bạn nhìn rất là quen thuộc với hình ảnh này. Chiếc cầu hết sức là đẹp mắt. Phía dưới sông Hương thì màu nước của sông Hương nó mà còn đục quý vị, do ảnh hưởng của cơn lũ trái mùa. Và có một chiếc ghe đang đi đánh cá ở dưới sông. Chiều nay thì mình đi dạo vòng để quay cho quý vị các bạn xem những hình ảnh của Huế. Thì rất là lâu rồi mình không chạy lòng vòng quanh thành phố Huế quý vị. Đoạn Kim Long là một trong những đoạn đường mà mình nghĩ đẹp nhất ở đoạn đường đi bộ sông Hương, đi dọc từ cầu Giả Viên cho đến đoạn đường chùa Thiên Mục, và sau này thì sẽ có một đoạn đường nữa là từ chùa Thiên Mục và đi ngược lên hồ Huế. Đó là một trong những cái trục đường rất là đẹp. Thưa quý vị, thì mấy ngày hôm nay thì tại Huế diễn ra rất là nhiều các hoạt động về tôn giáo tín ngưỡng quý vị, các hoạt động về văn hóa. Đầu tuần thì quý vị và các bạn được xem những cái hình ảnh lễ hội Điện Hòn Chén quý vị, với cung nghinh thánh mẫu rước từ 352 Chi Lăng đến nghinh Lương Đình. Đó là một trong những hoạt động mà mình nghĩ rất là mới và độc đáo. Sau đó làm lễ cáo yết và cầu an, tiếp tục lễ rước bằng đường sông quý vị. Như vậy là có hai đoạn lễ rước năm nay, có hai đoạn là đoạn từ Chi Lăng cho đến nghinh Lương Đình, sau đó là từ nghinh Lương Đình cho đến Điện Hòn Chén, với lễ hội rước theo kiểu carnival rất là lớn, với đoàn người đưa rước và khán giả đứng xem rất là đông quý vị. Sáu ngày hôm nay là lễ hội tế cô hồn ở làng Trúc Long, phường Hương Long, thành phố Huế quý vị. Thì hôm qua mình cũng đã gửi một số hình ảnh qua video gần nhất cho quý vị và các bạn trải nghiệm về lễ hội này. Đây là một trong những lễ hội mà tổ chức thường niên hàng năm vào dịp ngày mùng 7, mùng 8 tháng 3 âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống của làng Trúc Long và lễ tế cô hồn lớn nhất thành phố Huế, đến về số lượng người tham gia và lễ vật của bà con. Đặc biệt là năm nay thì có thêm ca Huế quý vị, hoạt động ca Huế vào buổi tối. Mình thấy mình cũng có quay trực tiếp ở bên kênh Phố Huế Chiều Nay, để quý vị các bạn vẫn thì có thể ghé xem. Cái sự tham gia của rất là đông người dân. Đây là đoạn cầu Phú Xuân. Đây là giờ hành chính, giờ chuẩn bị đi làm, cho nên rất là đông người ra đường. Đường Phú Xuân nữa, cầu Phú Xuân đi qua đường Hà Nội. Đường Hà Nội đây thì cũng là một đoạn đường mà đang được thi công mở rộng. Các bạn thấy đoạn mở rộng đây là đoạn đường Trung ương đó quý vị. Cũng đang tiến hành thi công một mặt. Ở đây là đoạn công viên Kim Đồng. Mặc dù đường Hà Nội này là một trong những trục đường rất là ngắn, nhưng mà việc giải phóng mặt bằng cũng mất rất là nhiều thời gian. Thì mình nghĩ là từ đầu năm đến giờ giải phóng mặt bằng từ khu vực công viên Kim Đồng trước
sau đó sẽ đến các cái đoạn còn lại. Mặc dù đoạn của đường Hà Nội đây thì rất là ít nhà dân. Trước đây mà bây giờ là Gâu Huế. Bên tay phải của chúng ta có một cây xăng rất là lớn, cây xăng Hùng Vương Nguyễn Huệ. Đây là đoạn ngã tư Nguyễn Huệ, Bà Triệu và đường Hùng Vương. Đến đây là chợ An Cựu. Chiều hôm nay thì chúng ta sẽ di chuyển quanh một vòng từ Kim Long để qua đường Lê Duẩn, qua đường Hà Nội, sau đó đường Hùng Vương, qua chợ An Cựu. Đấy, và chúng ta sẽ chạy đến đoạn của chợ An Cựu đây. Các con đường để gửi tới quý cô chú anh chị. Và đến đây thì mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau.